Ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cập nhật tiến độ thi công sân bay quốc tế Teco. Theo đó, đến nay đã hoàn thành 66,1%. Đây là sân bay do Trung Quốc xây dựng theo Tân Hoa Xã. Được đầu tư bởi công ty đầu tư sân bay Campuchia, sân bay trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ này do công ty trách nhiệm hữu hạn Cục Công trình số 3 xây dựng Trung Quốc, CCTEB xây dựng trên diện tích 2.600 hectare, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km. Sân bay quốc tế Teco là sân bay cấp 4F, cấp cao nhất thế giới, bắt đầu được xây dựng vào tháng 6 năm 2020. Sau khi hoàn thành, sân bay này có thể tiếp nhận các chuyến bay xuyên lục địa đường dài, cho phép đón các máy bay khổng lồ như Airbus A380-800 và Boeing 747-800. Theo báo Kermetam, công ty đầu tư có tham vọng phát triển sân bay này trở thành sân bay lớn nhất và hiện đại nhất châu Á. Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết, sân bay quốc tế Teco là biểu tượng của hòa bình và phát triển ở Campuchia. Ông thông tin đến nay khoảng 961 triệu đô la Mỹ đã được sử dụng cho dự án này. Dự án này đã dùng gần 3.500 kỹ sư, nhân viên kỹ thuật tại chỗ, bao gồm lao động Campuchia và Trung Quốc. Ông Humanhead khen ngợi họ đã hợp tác cùng nhau để phát triển sân bay khổng lồ này, biểu tượng cho sự phát triển nhanh chóng của Campuchia. Giới chức Campuchia cho biết sân bay quốc tế Teco sẽ chính thức đi vào hoạt động vào nửa đầu năm 2025 và sẽ là cửa ngõ chính đưa khách quốc tế tới Campuchia. Sân bay này sẽ có khả năng phục vụ 13 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn đầu, 30 triệu hành khách trong giai đoạn thứ hai sau năm 2030 và lên tới 50 triệu hành khách trong giai đoạn thứ ba vào năm 2050.